Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm gian hàng của ông Quẹo và ông Chín Rau nha cả nhà. Hiện tại là ông Quẹo sầm nụ, ông Chín Rau là đỡ nụ hả? Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm ông Quẹo nha cả nhà. Hello. Sáng giờ bán được không? Sáng giờ cũng đây đây. Chắc được cả chục ly à. Bóp. Ủa đi bóp cái trên đây nè. Đây. Sáng giờ bán nó có một bao vậy hả? Đi chốc chăn về nào. Mới về hôm qua. Trời ơi. Qua anh riêng quá trời với bạn không bán anh cũng đi theo phụ được. Qua trời mà thử trời luôn. Hai bữa nay làm cũng sáng giờ bán được chục ly chưa? Chắc được chục ly à. Bây giờ bán cũng được, cũng đây đây. Nay à, không có chụm nụ. Không có xong đâu à. Bây giờ chưa thấy em gái xinh tươi nào mua ra. Dạ cũng được chụm ly đây. Mưa quá trời, nó sớm lại mưa. Ủa anh nha, tụi cộng súng nó về quê hả Bình Định? Bạn thân anh mà anh hỏi em. Trời ơi. Về quê làm gì trời? Đi về quê là lên lại rồi. Lên lại rồi. Cái thằng đó muốn làm gì kỳ. Trời ơi, con người ta mù lăng mù lóc, người ta vẫn nuôi ăn học bình thường mà nó hai vợ chồng mà không nuôi đứa nào ăn học hết mà tiền bao nhiêu cũng hết hết. Nói với buôn bán mà quạch quạch giờ hai vợ chồng thì còn rồi nói với có với ngày kiếm 200-300 rồi thiệt mình cũng không bằng so thì mình không bằng người ta nhưng mà mình cũng sống để góp cũng được chứ. Ông Quẹo đó ông cũng khổ nè quý vị, em nuôi hai đứa con mà một đứa đại học 55 một đứa đại học tự nhiên chứ đâu chứ anh trọng mới nổi mà học cấp 1 mà ông dám mà không có tiền cho học mà sợ luôn rồi. Anh nói thiệt với anh trọng với hỏi Bình Định với hồi xưa nó đẹp anh khổ gấp 10 lần thằng trọng luôn á. Mà xưa sao khổ? Trời ơi, nói chứ anh em tính đi là mần mà nuôi ba đứa con mà nói thiệt ngày nào tối lại hen mà sáng ngày kia mà đã kêu đi mặn gì hen là nói thiệt đêm đó anh ngủ không được á Bình Định. Sao mừng á, để tâm cho tới sáng qua ngày mai đừng mình đi mặn được ngày về đừng có tiền chợ lúa cho vợ con á. Trời so với trọng giờ là anh khổ nhiều, không nói nhiều luôn, anh nói thiệt luôn, nói nghe chứ không phải than. Nhưng mà mình cũng lây lắc cái gì cái với con anh là không có đứa nào mà nghỉ học. Giá nào cũng vậy cũng phải lo học ha. Không có mà trốn ngày nào, cái gì anh cũng tha thứ được mà không mà trốn học một cái về là cũng chết. Dạ hy sinh đây bố cũng cố đời con hả? Mà giờ không biết làm sao này. Thì hai đứa học đại học rồi đó. Không biết, rồi đó vậy. Nói với anh ba đứa nhỏ gái lớn là tới chừng anh gả luôn nó cũng học hết cấp. Ủa? Hết cấp 3 chứ bộ. Dạ, là gái lớn là hết cấp 3 còn hai đứa nhỏ là học giỏi hơn học đại học. Nó thi đại học không nổi thì thôi chứ giờ mình đâu ép nó. Nhưng mà nó cũng có cái bằng cấp 3 mà học hết lớp 12 bộ. Chứ đâu phải có gì mình cũng gắng chứ. Con này hãy cho nó ăn học, con học được để sau này nó có tạo cuộc sống riêng, nó đỡ khám khá hơn mình. Chứ còn như anh mà thấy vậy là xong rồi đó, lo con vậy là mình này chứ không có mong gì cao nữa. Phải đến giờ anh con 11 giờ đêm. Trời ơi quá trời. Chứ 7-8 giờ anh đi lên thấy anh bước còn ẩn sao vắng que mà. Anh thấy bạn thân anh sao? Ông trạm trạm súng hồi xưa ở nhà là đầu tiên là ở bên chỗ nhà ông đồng của vợ chồng cô Lon chứ Phước cả nhà. Thì sau này trạm súng đi thì anh vẹo ở. Hồi đó nói căn nhà đấy là bị gì đó nên là động. Mà ông Quẹo vợ chồng ông Quẹo ở có sao đâu. Rồi anh ở anh thấy có ma biết gì không? Ma bộng gì? Là do mình hả? Sao quá chứ. Chứ anh ngủ thường thường hồi mà nó đi bỏ nhà không ai ở nực nực là anh qua bển anh ngủ á
Vậy hả? Có gì đâu. Ma cỏ gì. Rồi quá trời người Miên đi ăn xin nè cả nhà. Người đó đi bán với số. Đi bán với số ăn xin hả? Nhiều lắm. Ngay ngã tư nào cũng có luôn á. Ở chung cư đường sắt này giữ trời lắm. Dạ. Nghiệp có vợ chồng nghe. Bên mình nó bốn đứa gì á. Thằng chồng thì đeo một đứa, con vợ thì đeo rồi phải là bốn đứa. Có nghiệp ngày nào cũng đi ngang đây á, cũng ghé uống dừa ta nghe. Mà hả trái á là vừa mà 12 ngàn á là nó lại á, là ưu tiên cho nó là 10 ngàn. Trời vậy hả? Lấy về là 15 ngàn á là tính mày 12 ngàn. Trời ơi, nào nó đi ngang á. Đấy có bữa cười lắm. Nó đi ngang qua cái nó muốn dừa mà cha nó không cho uống á. Sao nó gị cha nó đu lại một hai kêu lại uống dừa. Kêu lại đây là đây. Đi bình tĩnh. Công an tới. Trời ơi, chạy đô thị tới. Đô thị tới bắt này. Ông quẹo đang trốn đô thị quý vị ơi. Đây nè, đường Điện Biên Phủ. Dạ. Dạ có. Hồi nãy tôi có đi quay ông quẹo không chính đâu. Quay được có 5 phút à. Ông quẹo bị đô thị đuổi. Đuổi vô hẻm luôn rồi. Giờ bị thất lạc ổng luôn rồi. Giờ lạc trôi qua bên ông chính rau nè. Chạy lạc vô hẻm hả? Tại bán vỉa hè là lâu lâu cũng bị đuổi vậy hả? Đuổi hả? Tôi biết cái gì? Ừ, nó vậy mà ư. Còn mà bán cái vụ cái nơi chỗ đồng hoàng đâu ai đuổi mình. Mình biết là mình sai nhưng mà về mưu sinh về cuộc sống hả? Thì, hay sao? Không phải vì chén cơm được. Để đừng ăn cơm ăn cháo đi. Đó, ăn cháo đi rồi khỏi về chén cơm. Lấy nước này mà. Có dừa dâu không? Dừa dâu này cô. Dừa dâu nó đâu mới ngọt mà ăn dừa xím xám. Tại dừa xiêm xanh là ngọt nhất đó, mắc nhất đó. Để mua làm chứ bán đâu làm đâu, cô tin vào con đi. Dừa xiêm xanh còn có chục cái à. Lấy 4 cái dừa xiêm xanh. Trời ơi. Sao dừa của người ta tôi thấy nó dập lắm mà sao dừa ông tôi ít tới dập. Đó là vừa lộn xộn, cũng cả là lộn xộn hết là mình tận ơi. Chứ đâu có để nguyên được nguyên một đống dừa giống như đống rác. Con hả? Con 33 tuổi. Tôi lấy mấy cái vừa xin. 4 cái dừa xiêm xanh. Giờ cô quyết định lấy dừa xiêm xanh hay dừa dâu? Dừa nào ngon lấy, ngon thì xiêm xanh. Sao không đem về uống luôn? Bà không quyết định được phải không? Lấy dừa ngọt đúng không? Thiệt không? Con nói thiệt không? Thiệt đúng không? Chặt dừa ngọt đó nghe. Thiệt không? Trời quất. Dừa ngọt. Sao cô không để vậy về cô uống là cô ái ra không khỏe hơn hả? Không có dao. Không có dao ở nhà sao không có dao? Vậy hả? Thì có dao chặt xương đó. Trời ơi. Con không thích ăn thịt heo nha, con thích ăn cá rồi. Không ấy.
Quốc Đại đi lựa gì vậy? Cháu của cô hả? Làm sống ở mình, quận Bình Tân. Dạ. Ông hồi xưa bên chỗ vợ chồng cô Loan chú Phước đó con quay đó. Bán đó hồi xưa giờ mà. Mấy năm mà mười mấy năm mà không chín. Dạ. Cái đường này 17 năm hả con? 17 năm á. Ở đây nay con già hết trơn. Hồi đó con qua đây con trẻ lắm. Trẻ tay tơ mơn mởn. Đây chưa có dâu. À, chú đâu? Đúng rồi. Nhưng phải hồi đó ra đây chưa mất tin. Mày nó bắt đầu nó mày con. Nó chứ làm cái gì không có biết giữ vậy đâu thôi. Không biết giữ một cái thứ gì của mạnh thường quân cho vậy. Cô thấy Trầm sống như thế nào cô? Càng hàng hán lời với nó luôn hả? Cạn lời luôn. Người bán muốn chết rồi còn xe ôm ngồi không vậy đó. Sướng chưa? Sáng giờ kiếm nhiêu tiền rồi chú? Héo rồi. Héo hả? Cô 50. Ủa nãy giờ mình định ghé bên chỗ chú Bẹo hả? Ừ. Ghé quay được có 5 phút rồi ông thấy đô thị đi ngang qua ông trốn vô hẻm luôn rồi. Rồi. Rồi thấy ông bán được không? Không. Ông bán sáng cho được 10 trái. Còn dạ. Ông bán được 10 trái còn chín rau rồi bán được mười mấy bao nè. Thứ nào chịu nổi. Dạ đây cho em gửi. Cầm giùm em nghe. Đây của cô 5. Trời ơi. Tôi tắm nước dừa luôn. Cháu nội cô có coi con hả? Đó bà cô đem cây kiếm mình đặt cặp nè. Dạ. Cô xá xá. Được con cầm con cuốn ông nội một cái nè. Đó nè. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Con đẹp trai vậy mà về lỡ là quýnh con đúng không cô? Ông đẹp hơn tôi hả? Trời đẹp không bình định vậy luôn. Mà thiệt công nhận đẹp thiệt. Đẹp như chó. Đó ông nói tôi không nói nha. Ủa bà nói bà ở xa mà sao mà đi bộ vậy trời? Đây nè trong chung cư nè. Vậy hả? Giảm mày xa cái gì? Ở mua cái gì làm gì? Ủa nằm á. Nãy ở trong hẻm kìa. Trời ơi. Nãy ra bên ông Quẹo ông bán được có một bao quý vị. Còn chính đâu bán nha nè. Sáng giờ thì em cũng nói thiệt là sáng giờ em chưa nghỉ ngơi được miếng nào. Làm quên ăn luôn hả? Ăn cơm rồi. Đủ sáng ăn cơm giống đi ăn quán hả? Không. Trời ơi làm vậy tiền nữa tao chết trời. Đưa cho vợ cất. Vậy hả? 20.000 chị. Chứ bán vậy mấy là con như sáng mong anh ăn quán nhưng trọng sống đó ăn mua trưa một dĩa cơm 45.000 con đùi gà gấp tư đâu vậy? Đây bên đây nó chứ về có nuôi vợ nuôi con nấu chứ thiệt mà lớn mớ là chết luôn quý vị ơi. Nhưng mà buổi sáng không ăn cơm được chứ buổi sáng 3 giờ tôi ăn cơm được tôi ăn đồ nước à. Không buổi sáng mình không ăn cơm, cơm trưa à. Vậy hả? Ăn mỗi bữa trưa à. Buổi trưa rồi xong rồi chiều ăn luôn rồi xong chứ không có mà. Bán quá trời bán là quý vị mười mấy bao luôn chứ
ăn. Bây giờ nó cũng quen rồi, hồi đó thì nó hơi có khách kìa, ngáo ngáo một chút. Giờ nó hơi 4 trái hay 4 ly ạ? Ủa bán vừa được có ai trả giá không chính không? Có hả? Mình bán đang quen là mà ai đâu mà rảnh đâu đi thách làm cái gì? Ê bữa nào hai vợ chồng ông cãi lộn tôi coi thử, bữa giờ tôi quay hoài mà chưa thấy cãi lộn. Trời ơi, tối cãi lộn thôi, tối cãi lộn hoài. Bác cãi lộn hả? Bác cãi lộn hay là rung giường? Chứ ban ngày ai cái lộn, ban ngày ai lo kiếm tiền chứ. Tự nhiên cứ cái lộn. Cái lộn ai là làm quê trước? Nói chung là nó hai đứa làm quê. Sư phụ chín rau chặt dừa nhìn thấy là rất là đẹp luôn nha quý vị. Em chặt dừa ngộ lắm mấy quý vị. Nó không có giống ai. Giống hai cái nấm quá. Tự nhiên ông làm cho ông cầm hai cái đó thì tôi thấy nó giống thiệt. Hai cái nấm hả? Ừ. Trời đất ơi, bậy bạ quá. Với ông lấy nấm gì? Gà lựu đạn kìa. Dạ. Đây khách mua nè cả nhà, mua mỗi lần 4 trái vậy đó. Vậy cho nó mau hết. Đó. Coi như là quý vị ơi, mà cái vỏ dừa mà ở quê đây nè phơi á, nó cho heo bé cháy luôn á, ở thành phố bỏ uổng thiệt á. Ở Sài Gòn thứ nhất là không có chỗ để phơi. Thứ hai nữa là không có ai nấu cái này hết, nấu cái này khó gì lắm. Nấu à... Hồi xưa ở quê á, em cũng đi lượm vỏ dừa nè, về nấu cháo heo nè. Đúng rồi. Hồi xưa em khổ lắm chứ, bây giờ em đỡ rồi. Bây giờ lại da luôn. Da cái đầu không á. Bây giờ mới có 11 giờ mà bán là gần hết dừa rồi cả nhà. Ủa bán là hết rồi về hay là đúng 1 giờ về? Cứ 1 rưỡi về, 1 giờ 1 rưỡi về. Còn bữa nào hết sớm là mới 11 giờ về hả? Tùy theo. Vô bà Trinh với Huyên đi á. Cô bấm đăng ký cái hệ cầu mà có cái gì là nổi lên. Dạ. Rồi cô sẽ, cô vào Bình Định giáo yêu, cô gõ vào có clip mà chính rau đi đi spa với gái đẹp. Rồi clip nó hot rượu luôn á. Có luôn hả? Có. Đó. Đó. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định giáo yêu nha cả nhà.